Đây là TUCKDAS F15 2022, một phiên bản nâng cấp hơn, hoàn hảo hơn so với cái phiên bản 2021. Vậy thì tốt hơn ở đâu và hoàn hảo hơn ở điểm nào? Thì hãy cùng mình đánh giá trong video này nhé. Trước khi bàn luận sâu hơn về con máy này thì trước hết là chắc là mình cùng bàn về cái phần thiết kế trước đi ha. Thì chủ yếu con máy này đều được thiết kế từ nhựa, tạo nên tổng thể chiếc máy cứng cáp chắc chắn. Mình cực kỳ thích cái màu sơn mặt lưng này luôn. Logo TUCK thì vẫn vậy, không có đèn LED hay là đánh bóng bẫy, nhưng mà với mình như vậy nó đã đủ toát lên cái vẻ ngầu rồi. Và các đường nét ở cái phần khe tản nhiệt thì vẫn được làm một cách tinh tế, nhưng mà không có thiếu đi cái phần hầm hố, mà vẫn là một chiếc máy gaming cần phải có. Là một chiếc máy gaming thực thụ, cho nên nói riêng về cái phần cổng kết nối thì các bạn chúng ta không cần phải lo lắng và bận tâm đâu nha. Với việc trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối cần thiết, chúng ta có cổng jack tai nghe 3.5, combo 2 cổng USB 3.2 cho băng thông cao, 2 cổng USB-C, trong đó thì có một cổng Thunderbolt 4. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn rất là nhiều cổng, ví dụ như là cổng mạng LAN để cắm vào và có một cái nguồn mạng ổn định hơn khi mà chiến game nè, hoặc là cái cổng HDMI để chúng ta có thể kết xuất hình ảnh một cách tốt hơn khi mà trình chiếu chẳng hạn. Về bàn phím và touchpad là hai thứ mà chúng ta đụng chạm nhiều nhất thì sẽ có được gì? Một cái bàn phím layout full size, cảm giác gõ êm ái và độ nảy vẫn khá là tốt. Về cái độ nảy của cái phần bàn phím này thì nó không phải là cái dạng mà khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ bực nảy lên liền đâu, mà nó sẽ hơi dùng lại một xíu. Cái này thì tùy thuộc vào cái cảm giác của các bạn thôi. Riêng mình thì mình cảm thấy nó khá là êm tay cho nên mình khá là thích đó. Phần touchpad năm nay đã được làm lớn hơn, cảm giác chi vuốt cũng đã ổn hơn nhiều so với đời trước. Còn về cái phần màn hình thì sao? Thì đây, chúng ta có một cái kích thước màn hình là 15.6 inch với cái độ phân giải là Full HD, cùng với đó là tần số quét 144Hz và cái độ bao phủ màu thì đạt 67% sRGB. Thì mình coi đây là một cái mức mà ổn định để chúng ta có thể sử dụng được bình thường thôi, chứ thực ra là nó cũng không có quá cao nha. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì thực chất là với cái dải màu khá là eo hẹp, cả về cái độ bao phủ màu Adobe RGB và B3, thế nên là cái màu sắc nó trở nên có vẻ là kém sống động hơn một chút. Thế nhưng khó có thể đòi hỏi một chiếc máy ở cái tầm giá như thế này mà nó có thể có một cái dải màu nó quá xuất sắc được. Tuy nhiên, để bù lại cái dải màu chưa được ưng ý này thì cái tần số quét cao lên đến 144Hz thì mọi chuyển động trong game làm cho mình cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là với các game FPS. Cảm giác di chuyển, từng động tác được phản hồi một cách nhanh chóng, tất cả thì được hỗ trợ mượt mà, giúp cho mình có được những cái giây phút giải trí được tốt hơn rất là nhiều. Còn về cấu hình thì sao? Chắc chắn là những cái dòng máy được ra mắt vào năm nay đang rất là khác biệt so với những cái thế hệ trước, khi mà chúng ta đang có con chip Gen 12 cực kỳ mạnh mẽ, và với em máy này thì tất nhiên không phải là ngoại lệ nha. Mang trong mình cấu hình Intel Core i5-12450H, RAM 8GB, SSD 512GB, M2 PCIe, hỗ trợ khe cắm SSD M2 PCIe nữa. Thêm vào đó là chiếc card màn hình Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Thì theo mình, so về mặt cấu hình em máy này thì đây là một chiếc máy khá là đáng mua trong cái phân khúc mà lăn quanh đâu đó khoảng 25 triệu đồng. Và mình nghĩ rằng khi mà mang em máy này đi so găng với các đối thủ khác trong cùng phân khúc thì chúng ta không cần phải sợ gì đâu nha. Đạt số điểm ấn tượng qua các bài test như là Cinebench R23 hay là 3DMark thì cũng đủ hiểu là sức mạnh của em nó tới đâu. Mình dễ dàng chiến đấu mọi tựa game từ nhẹ nhàng đến nặng nề mà không hề có hiện tượng bị crop quá nhiều FPS trong quá trình chơi game. Máy được bổ trợ cho việc này rất nhiều nhờ vào việc được trang bị thêm một cái card đồ họa ngoài, cùng với đó là tần số quét màn hình cao, khiến cho mình một khi chơi game là bị cuốn vào thế giới này thực sự. Tất nhiên là mình không chỉ dùng em máy này để chơi game mà mình còn sử dụng để làm những cái tác vụ công việc, ví dụ như là edit hình ảnh hoặc là chỉnh sửa video chẳng hạn. Rồi khi mà mình render ra thì mình cũng nhận thấy là nó không có xảy ra cái tình trạng bị giật lag quá nhiều và gần như rất là hiếm. Ngoài ra, về pin của con máy này thì với mức là 76Wh đủ để duy trì cái thời lượng sử dụng trong tầm 6 giờ hoạt động liên tục với cái hiệu năng vừa phải. Và như thường lệ thì tụi mình vẫn thường khuyên là các anh em khi mà chúng ta mua laptop gaming về thì mình vẫn nên sử dụng cùng với dây sạc mọi người nha, để chúng ta có được một cái hiện năng nó tốt và nó mạnh mẽ, ổn định nhất. Và trừ những cái trường hợp nào mà mình mang máy đi ra ngoài hoặc là không có ổ cắm thôi, thì thật ra tụi mình vẫn nên sử dụng sạc dùng xuyên suốt các bạn ha. Và tổng kết cái video này lại thì chúng ta có được những gì từ em TUCKDAS F15 này? Và theo mình thì thật sự là nó đã có những cái ưu điểm mà mình thật sự ưng ý. Thứ nhất là thiết kế của em máy
máy có một cái ngoại hình ưng ý, mạnh mẽ, chắc chắn. Màn hình tuy là không có quá đẹp về mặt màu sắc, bởi lẽ nó là con máy gaming, mà các bạn nào mà có ý định mua về để làm đồ họa thì chúng ta nên suy nghĩ lại ha. Bù lại thì con máy có một cái tần số quét cao để tăng cái chỉ số chơi game hơn cho chúng ta. Hiệu năng thì ổn định, mạnh mẽ, chơi game hoặc là làm những cái tác vụ nặng thì đều rất là mượt mà, không có gì đáng để chê trách cả. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình về em máy Acer TUFDUT F15 này. Và nếu như mà các bạn còn có cái yêu cầu nào hoặc là muốn mình so sánh em máy này với một con nào khác thì hãy cứ để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Bye bye.